xin chào cả nhà nha. Hôm nay là mình lại quay lại trở lại với các bạn rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu đợi các bạn vào nha. Rồi chào các bạn nha, chào mọi người nha. Thì hôm nay á là mình livestream về rồng Nam Mỹ nè các bạn ơi. Hôm nay là mình sẽ livestream về rồng Nam Mỹ và bọ ú Abi nha. Hồi bữa trước thì bọ Abi hơi ít. Đó, hôm nay là bọ Abi về tới mấy chục em rồi, chút xíu mình sẽ live bọ Abi cho các bạn. Rồi chào cả nhà, cảm ơn các bạn đã thả tim cho mình nha. Rồi chào Master Di nha. Chào Nguyễn Nhật nha, chào Thành Đạt nha. Rồi chào Lâm Hà nha. Chào Hoàng Hải. Rồi chào Nhật Lâm. Rồi à, Lâm đẹp trai follow TikTok của chị rồi hả? Ờ chị mới làm cái TikTok shopfixing.net á. Rồi có gì các bạn theo dõi nha. Đây các bạn ơi, mình hôm nay là mình livestream mình giới thiệu cho các bạn là bé rồng Nam Mỹ nha các bạn nha. Đây. Đây là bé rồng Nam Mỹ màu xanh. Hồi bữa giờ không biết là bữa nay có bảo không ta, bảo cứ bị chị like rồng hoài nè. Đây các bạn thấy em rồng nhà mình không? Không biết ai gọi mình nên mình phải tắt máy nè. Chào Cát Tường nha. Trời ơi, cảm ơn mọi người thả tim cho mình nhiều nha. Chào chị Hằng. Rồi chào Băng Băng. Chào Nguyễn Nhật nha. Rồi chào mọi người, thì hôm nay là rất vui được quay trở lại với mọi người nha. Và hôm nay là mình livestream một cái con mà trước giờ chưa bao giờ mình livestream hết. Mặc dù là mình có có bữa chị có like con rồng Nam Mỹ này rồi, có một lần một duy nhất. Và hả, cũng lâu quá rồi là chị mới làm video này kia lại về rồng Nam Mỹ. Đó. Rồi chào Lê Phước nha, chào Phước Lê nha. À, hôm sau lấy chó hả? Chị còn hai bé chó bu đồ đó mọi người. Mọi người thích thì hai qua bắt hai bé đó là xong rồi nha. Đây mọi người có thấy bé rồng này đẹp không mọi người? Đây là con rồng màu xanh, nhưng mà màu xanh này có pha với màu đỏ này nha mọi người nha. Đó, trên lưng nó cũng có những cái lằn đỏ nè. Còn nếu mà xanh thuần không thì nó không có cái lằn này. Đó, thì tại vì trong các rồng Nam Mỹ á, thì là màu xanh là giá là nó mềm nhất các bạn, dễ chơi nhất. Còn màu đỏ thì giá nó cao hơn các bạn. Cưng quá. Bảo nè, bảo thích ra rồng Nam Mỹ thì hôm nay chị like rồng Nam Mỹ nè. Các bạn thấy là bé cũng rất là hiền không? Là trước khi like là chị cũng là cắt móng tay móng chân cho bé rồi đó. Chinchilla chưa bao giờ like luôn nè chị. Để bữa nay chị like xong. Rồi đợi mọi người vào đông đông một chút xíu nha. Thì hôm nay chút xíu nữa là sau khi live rồng xong á là chị sẽ live qua con ai gì ta. Qua sau khi live rồng xong á là chị sẽ live qua con bọ. Nên mọi người mà bạn nào mà thích bọ thì chờ chị chút xíu nha. Hôm nay là các bạn nào mà chốt đơn bọ trong livestream á là có tặng quà luôn nha các bạn nha. Rồi vẫn có tham gia chương trình quay số trúng thưởng nữa. Rồi các bạn thấy bé rồng này có hiền không các bạn? Nhìn rất là gai góc thôi đúng không? Nhưng mà thật ra là rất là hiền nè. Các bạn coi nè. Nó rất là thích gãi đầu về các bạn. À, các bạn thấy không? Đây. Yếm này các bạn, yếm rất là dài, rất là to. Để gì thì hơi bị ngược cái tay của chị một xíu á. Đây, yếm rất là to luôn ha. Đây các bạn, để gì nó đã thuận tay hơn nha. Đây các bạn yêu ơi. Rồi bé rồng Nam Mỹ à, có bạn nào quan tâm đến em này không? Nhìn không dễ thương hả? Nhưng mà thật ra nuôi rồng Nam Mỹ này rất là hiền các bạn. Rồng Nam Mỹ các bạn nhìn nó ngầu, nó kiểu như là nhìn nó không có phải là dạng thuộc nữ hay gì đó, không có kiểu cưng cưng, nhưng mà thật ra nó rất hiền các bạn. Các bạn coi nè, sờ nó coi thấy không? Hồi nhỏ là các bạn thấy là mấy con tắc kè đúng không? Thật ra là chị không có dám bắt mấy con tắc kè đâu, tại vì tắc kè nó cắn đó các bạn. Còn hai mấy con rồng này là mình bắt thoải mái nha, thật ra là nó rất là hiền. Chị bán cho có nhiều bé nhỏ bé gái luôn á nha, chứ không phải bé trai đâu. Bé trai thì chơi là bình thường rồi, tại vì nó hiền các bạn nên là mình mới chơi được nha, chị mới bắt được nè.
là trước khi chị livestream là chị đã bóng móng sạch sẽ rồi. Nói chung là cắt đi cái phần nhọn thôi các bạn. Còn lại vẫn là có móng bình thường nha. Các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn cái móng nó đi, thấy không? Vẫn còn móng rồi chị cắt cái phần nhọn đi rồi. Đó. Băng băng sợ con này hả? À con này hả? Con này chị cũng chưa coi. Hình như con này là con đực mọi người ơi. Cỡ này hình như nó lên gai đùi rồi, con này con đực. Hình như bé này bé đực á. Rồi, có mọi người nào quan tâm đến bé này không? Ui dạ. Đó tại vì nhiều bạn cũng hay hỏi chị là rồng Nam Mỹ bên shop làm sao rồi, giá bao nhiêu. Bữa nay chị like sẵn, chị like cho mọi người coi nha. Chứ lại hứa bữa giờ cũng với các bạn rồi. Đó, các bạn gãi đầu nè. Con rồng này nó thích gãi đầu lắm các bạn. Im im coi. Im coi làm cái gì vậy? Đang đợi chị xíu nha. Im rồi. Im nè. Các bạn gãi đầu như thế này nè. Đó các bạn thấy không? Đó đang quằn quại lắm nhưng mà gãi đầu là khoái nằm im nè các bạn thấy không? Đó. Gãi một xíu con nào mà thích là nó nằm ngủ luôn các bạn. Kỳ tôm chị không có. Kỳ tôm là cái con dạng như là cũng giống như rồng Nam Mỹ ấy, nhưng mà của Việt Nam. Thì mà khi trưởng thành hết mức á, thì nó cũng to khoảng cỡ chừng này các bạn nè. Mà nó ngắn thôi, nó không có dài như con này. Cái người nó ngắn ngắn. Và con này các bạn, rồng Nam Mỹ các bạn nhìn nó gai góc và hầm gì ta, hầm hố vậy thôi chứ nó ăn rau như các bạn nha. Nó thuộc dạng như là ăn chay các bạn. Thì chỉ ăn rau này kia thôi. Đó, nuôi tắm nắng này kia đó. Nên các bạn cũng không có tốn tiền đồ ăn với nó. Ăn rau đơn giản lắm, ăn rau muống không à. Rồi bây giờ là chị sẽ đổi con khác cho các bạn xem nha. Đây là bé xanh nha. Bé xanh này chị báo giá cho các bạn luôn nha. Có bạn nào đoán giá này bé này bao nhiêu không? Con kỳ tôm là bên chị không có bán. Rồi, trời ơi. Anh quậy chưa? Dạ, rồng Nam Mỹ nó có tính là nó muốn leo lên phía trên đó các bạn thấy không? Nó cứ bu bu lên phía trên. Đây các bạn ơi. Rồi bây giờ mình like con khác nha. À, các bạn đoán 800, các bạn đoán 750. Các bạn ơi, thường là 800 á là cái các bạn coi cái size của nó này các bạn nè. Các bạn coi size nó này nha. Size này chắc cũng là tầm như ta. Size này chắc 6X rồi đó các bạn ơi. Hơn 6X rồi đó. Size này hơn 6X rồi nha mọi người nha. Bé này mình đoán chắc bé đực thôi, mình cũng không biết chính xác lắm nhưng mình thấy có gai đùi nổi lên rồi. Đó, các bạn coi này hơn 6X rồi nha. Đó, rất là ngoan luôn các bạn nè. Các bạn nhìn nha, một bé rồng Nam Mỹ cực kỳ ngoan luôn các bạn thấy không? À, gai nè, hàng gai ở trên là đều hết nha các bạn nha. Không có bị sứt, không có bị sứt mẻ một gai nào hết. Đó rồi, có móng thì kia đầy đủ luôn. Rồi, Bảo đoán 1.2.000, Master V đoán 650, Nhật Lâm đoán 900k. Rồi các bạn ơi, hôm nay là vẫn có mini game nha các bạn nha. Các bạn nhớ là chia sẻ livestream nha. Và vẫn làm những bước như cũ. Đầu tiên là mình sẽ chia sẻ livestream, sau đó mình tap tên ba người bạn của mình vào thì là sẽ được 2 phiếu trúng thăm. Còn nếu mà các bạn không tắt tên ba người bạn thì các bạn chỉ cần chia sẻ livestream là đã được 1 phiếu rút thăm trúng thưởng vào cuối cái livestream này rồi. Và các bạn là nhớ để lại 3 số điện thoại cuối nha. Bạn nào thích tham gia mini game thì các bạn nhớ là chia sẻ livestream này của mình nha. Rồi hôm nay là mini game là mình sẽ trúng quà gì đây ta? Hôm nay là mini game thì vẫn như mọi khi đi ha, sẽ vẫn trúng bé chuột hamster màu trà sữa trị giá 80.000 nha các bạn nha. Đó các bạn coi này quá đẹp các bạn. Các bạn thấy ngoan không? Đứng trên tay form dáng rất là chuẩn luôn. Đó. Các bạn biết sao, bình thường là chị cũng chẳng có bao giờ đụng vô mấy bé này hết trơn á. Là bình thường là tại vì ở xó thì chị cũng nhiều việc, chị lo làm việc này kia thôi. Còn cho ăn chăm sóc là mấy bạn khác cho ăn chăm sóc nha. Nhưng mà chị mới ôm vuốt thôi các bạn nè. Đó, mới đó mà đã dạng rồi các bạn thấy không? Rất là dễ dạng luôn. Đó các bạn coi đẹp chưa? Rồi, quá đẹp luôn các bạn ha. Trời mà đứng được như vậy á là cũng phải gọi là thân lắm các bạn, thân lắm mới đứng được như vậy á. Và các bạn coi nó dạng chưa? Bé này hình như chị đoán là bé trai tại vì chị thấy có gai đùi lên rồi. Hoàng Hải,
Mấy bạn đang nói con tắc kè đúng không? Con tắc kè là hồi nhỏ là cứ hay cho nó hút thuốc đúng không? Trò chơi hồi bé mà ai mà ở dưới quê là mình thấy đều chơi cái trò đó hết ha. Hồi đấy hồi nhỏ chị ở dưới quê cũng vậy đó. Nhưng mà nói chung là thấy mọi người làm thôi, chị cũng sợ con đó lắm. Tại vì con đó nó cắn các bạn, con đó nó nhanh lắm, cũng khó bắt lắm. Còn con rồng Nam Mỹ các bạn thấy không, rất là dễ bắt luôn mà nó hiền kìa chứ các bạn. Các bạn nhìn với chứ gãi này coi nè, gãi cái đầu ảnh nè. Ủa, ủa sao chị quên quên đóng cửa hả? Có đứa nào chị ra ngoài hả? Mấy con rồi ta? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Trong này, thêm con này nữa là bảy đúng không? Tám hả? Chứ có đứa khác ra ngoài không ta? Không, gì chị cứ lai, like. Nó kế bên nè chị. Đâu em? Nó kế bên lòng luôn á. Nè nè, nó đứng kế bên lòng xanh á. À rồi, rồi chị thấy. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Rồi. Trời ơi, cảm ơn các bạn nhắc mình nhiều nha. Rồi, cảm ơn bạn Thành Chí. Rồi, bây giờ bé này chị báo giá nha. Bé này là giá 950k thôi cả nhà nha. Rồi, bạn nào mà đoán giá đúng thì đặt ghi thêm cho bạn một phiếu nha. Hôm nay thì bạn nào mà chơi mini game với các bạn thì các bạn nhớ chia sẻ livestream. Và nếu mà bạn nào mà tham gia trả lời câu hỏi mà đúng á, tham gia mini game đúng nữa thì là mình sẽ được tặng một cái phiếu bốc thăm may mắn nha các bạn nha. Rồi, bé này mình báo giá lại, bé này giá 950.000, là bé màu xanh có pha màu đỏ nha các bạn nha. Nhiều khi là sau này lớn lên nó có ra những cái màu cũng rất là lạ các bạn. Đó. Rất là ngoan luôn các bạn ha. Gãi đầu nè. Được chưa? Để sáng này cho các bạn coi nha. Gai là hàng gai đầy đủ hết. Và bạn này, bạn nào mà mình muốn chốt đơn trên livestream luôn thì cũng được nha các bạn nha. Bạn nào mà muốn chốt đơn trên livestream luôn á thì là mình lại để lại số điện thoại các bạn nha. Bé này là đuôi là ok hết các bạn. Và mấy bé rồng này mình có thể ship đi tỉnh được dễ dàng các bạn nha. Đó, mấy bé rồng này ship đi tỉnh là dễ. Còn hamster thì không ship đi tỉnh được. Để mình kiểm tra móng tay móng chân nè. Đó các bạn kiểm tra nhìn là móng tay móng chân đủ hết 5 ngón nè. Đó. Ở phía sau là cũng đủ 5 ngón luôn. Rồi. Ở đây nữa là cũng đủ 5 ngón ha. Đủ 5 ngón. Bạn nào muốn chốt bé này luôn là cũng rất là ok luôn ha. Rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 950.000 thôi. Một bé rồng Nam Mỹ rất là to như thế này đây. Rất là hiền luôn các bạn. Rồi bé này bé rồng Nam Mỹ mã số 1 nha. Rồi được chưa các bạn? Rồi. Rồi. Tiếp tục like con ha. Rồng số 2. Rồng màu xanh rồi. Bạn nào mà có thích bé nào thì các bạn để lại số điện thoại để chốt đơn nha các bạn nha. Rồi bé rồng số 2. Bé này thì nhỏ hơn bé đó một chút xíu nha các bạn nha. Bé này bé nhỏ hơn bé đó một chút xíu. Rồi, có bạn nào cho giá bé này không các bạn? Đó, các bạn coi này cũng rất là hiền luôn nè. Các bạn thấy chị đâu cần ôm đâu. Chị thấy là rất là hiền luôn các bạn ơi. Không cần ôm luôn các bạn. Mặc dù là chị bình thường chị không có chơi với bé này nha. Chị bình thường không có chơi, các bạn không có thời gian chơi. Rất là hiền luôn, rất là dễ. Như cả nhà. Một bé rồng này các bạn coi cái yếm đó nè. Đó, yếm cũng rất là dài các bạn, yếm cũng rất là dài luôn. Đó, yếm to chị các bạn nè. Rồi thì mấy bé rồng Nam Mỹ này là ăn uống là gì nè? Ăn rau các bạn, thì các bạn á là sẽ cho ăn rau như là rau muống nè, bí đỏ nè. Rồi có thể là cho ăn cà rốt. Nói chung là nó ăn được cũng nhiều loại rau các bạn, nhưng mà thường á chị thấy cái rau mà nó thích nhất á là sẽ là bí đỏ với lại rau muống ha. Thì các bạn rửa sạch để ráo nước rồi các bạn sắc nhuyễn nhuyễn cho mấy bé ăn nha. Còn cỡ này thì nhiều khi là ăn được nguyên lá luôn rồi các bạn. À thấy không? Trời nhìn đảo các bạn ơi. Có một con được rồi đúng không? Nhìn nó mạnh mẽ đúng không?
Chứ nuôi dễ lắm, các bạn, con này nuôi cực kỳ dễ luôn ha. Rất là dễ luôn. Mà mua hai con nhá, cho chị con một con, chị con một con nhá. Rồi, chị để sáng cho bạn coi nha. Rồi. Tại vì bữa nay chị đứng xa quá, chị không có thấy mấy bạn comment. Rồi giờ để chị đi sáng vô. Bảo là đoán 850 nè, nhuận vô là đoán 1.400.000 nè. Nó từ gì đó 850. Rồi. Thì hôm nay bé này á là giá 850.000 các bạn nha. Bé này cái size nó nhỏ hơn một chút xíu. Thì hiện tại chị đang còn một bé 850.000 duy nhất thôi. Và có mấy bé là 950.000 nha. Nên là bạn nào mà thích rồng thì mình tranh thủ nha. Bạn thấy đẹp không? Đó, gai là cũng đầy đủ hết nha các bạn nha. Hàng này là cũng gần 1 năm tuổi rồi đó các bạn, sắp có mùa mới rồi đó. Đó, các bạn thấy nuôi được 1 năm trời nó to đến nhiêu mà bán có 850 không? Rẻ các bạn. Rồi. Rồi bây giờ bé chốt là bé này giá 850 nha mọi người nha. Bạn nào đoán đúng thì sẽ được ghi thêm một phiếu để bốc thăm trúng thưởng mini game nha các bạn nha. Thôi các bạn đợi một xíu. Quá đẹp các bạn ơi. Quá dễ thương luôn. Nói chung là đoán trên đây cho vui các bạn hả? Các bạn thấy không? Như cầm này các bạn rất là dễ cầm luôn các bạn. Nhiều khi là trên cái line này hả, có một số bạn là chưa biết con rồng Nam Mỹ là gì và trước giờ mình cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà chị nghĩ là nhiều khi trên line này các bạn có thể là nuôi được, các bạn có thể là tự nhiên cảm thấy thích nó các bạn. Và nuôi mà maximum hết cỡ nha, nó khoảng cỡ 1 mét mấy các bạn. Nó dài, nó to lắm các bạn ơi. Rồi nha, thì bên chị là ngoài bán lồng ra là còn bán phụ kiện lồng nuôi rồi thức ăn canxi rồi mấy cái đồ trang trí là nhiều lắm nha các bạn nha. Con ơi, cắt sen là cắt tắm đúng không? Cắt tắm đúng không? Các bạn đợi chị xíu nha, chị đang cắt tắm hay cắt hơn chuồng? Nó dạng chút xíu thì bắt ra. Thế bây giờ con hai con này một con được con cái đúng không? Chị con này con được chưa đúng không? Không biết thang cổ này các bạn nè. Con này con cái đúng không? Nhưng mà ở nhà có con điên rồi chưa? Giờ kiếm thêm con nữa đúng không? Ơi. Đây này thì con đưa lên chị này. Thấy chưa? Thấy chưa? Con của em con này. Rồi các bạn ơi, đây. Bé này bé rồng đỏ nha các bạn nha. Bé này là bé rồng đỏ. Thì bé này là bé nhỏ nhất trong bầy của chị hiện nay. Đó. Các bạn thấy nhỏ nhất mà cũng đã rất là to rồi các bạn thấy không? Đó, con này nó bung yếm đỏ ra nè. Các bạn biết là một bé rồng mà nó có đẹp không? Các bạn coi cái màu yếm của nó các bạn. Màu bé này rất là tươi nha. Bé này lên màu rất là tươi luôn. Các bạn thấy live stream cực khổ không? Live stream thú cưng là phải đi bắt thú rồi đi giữ thú luôn các bạn thấy không? Đây các bạn ơi. Đó, bé rồng Nam Mỹ này các bạn coi nè. Các bạn thấy ngầu không? Gãi đầu đó, chuẩn bị anh này chuẩn bị phóng các bạn. Đang tìm thế chuẩn bị phóng đó. Rồi. Bé này bé rồng Nam Mỹ màu đỏ nha các bạn nha. Màu đỏ bình thường, nói chung bụng xanh nè, màu đỏ thì bụng nó sẽ xanh như này. Còn nếu mà super red là các bạn sẽ thấy là nguyên cái bụng nó màu đỏ luôn, là super red nha. Rồi. Rồi các bạn nha, bé này nha các bạn nha, bé rồng Nam Mỹ màu đỏ. Hôm nay là vẫn có mini game nha mọi người. Các bạn nào mình muốn tham gia mini game thì các bạn nhớ là chia sẻ cái live stream này và để lại ba số điện thoại để mà tham gia mini game nha. Và bạn nào mà mình muốn tag tên ba người bạn của mình vào nữa thì sẽ được hai phiếu bốc thăm may mắn nha. Rồi mọi người đã bắt đầu đoán giá bé này rồi. Nói chung là cũng vui.
À ship miền Bắc không hả? Dạ thì bé này nếu mà ship miền Bắc thì cũng được, nhưng mà phí ship thì nó sẽ hơi cao anh hả? Ship miền Bắc hình như một bé này ship khoảng cỡ là 250 đến 300 một bé. Còn nếu mà anh mua số lượng nhiều quá thì cái phí ship nó sẽ giảm, tại vì dọc đường đây là có người chăm sóc cho anh luôn. Đây các bạn ơi, các bạn coi nè, nó rất là ngầu luôn. Cái lồng này bán bao tiền nè? Cảm ơn các bạn thả tim nha. Lâm hả? Lâm kia là muốn lấy voucher đổi với bọ. Được Lâm ơi, hồi bữa giờ voucher của Lâm là được 170.000 rồi á, hình như chị nhớ là vậy á. Lâm là chơi minigame mà trúng thưởng các bạn, được 170.000 luôn các bạn. Trời ơi, cào dữ quá các bạn ơi. Không biết con này bữa nay bấm móng chưa nữa. Con này như chưa bấm móng thì sao nó cào nát tay chị luôn rồi. Các bạn ơi, các bạn mà muốn bắt mấy bé ra chơi như vậy các bạn phải bấm móng trước nha. Phải lấy kìm bấm móng trước, hình như con này chưa bấm móng. Tan nát cái tay chị luôn các bạn. Nhưng mà các bạn thấy nó hiền đúng không? Nó không có cắn đúng không? Bọ rồng Nam Mỹ nó rất là hiền nha các bạn nha. Màu đỏ này khi mà các bạn phơi ngoài nắng hay này kia gì đó, nó thích là cái màu sắc tố nó sẽ càng tươi càng sáng lên các bạn nha. Tại vì ở đây là chị nuôi là nuôi trong tủ kiến đánh đèn thôi, chứ không có thời gian mà tắm nắng thường xuyên, nên là cái màu nữa các bạn thấy không? Chứ mỗi khi tắm nước ấm thôi này kia đó là nó màu nó tươi lên liền à đó. Thì tại vì các bạn gì ta, khi mà các bạn mua bên shop là chị sẽ hướng dẫn cách nuôi này kia cho các bạn. Rồng Nam Mỹ cực kỳ dễ nuôi luôn đó. Thì chị bán là mấy năm nay rồi, nhưng mà năm nay lười quảng cáo các bạn đó, các bạn thấy không? Rồi rồi ok chứ mọi người, ok ha. Rồi thôi, bé đỏ này chị chốt giá cho mọi người biết nha. Bé đỏ này giá là 1.200.000 đó. Thì hiện tại là rồng Nam Mỹ màu đỏ bên chị là có giá từ 1.200.000 đến 2.000.000 một bé đó. Thì có super red nữa các bạn đó. Trong đây là chị có một con thunder red nữa nè. Đến đây cho nó an toàn nha. Đây các bạn, đây một em Thunder Rose các bạn. Đó, cái em Thunder Rose này sau này có thể là lên cái màu cũng rất là lạ nha. Hồi xưa chỉ có một em Thunder Rose này, sau này biến thành là màu cam. Màu cam cực kỳ tươi luôn. Cái dòng này á, là cái dòng lai giữa màu xanh với màu đỏ các bạn. Đó. Rồi, chưa quay chị. Đây các bạn ơi. Đó, con này rất là sung luôn. Coi nè, phòng mang trợn má quá trời luôn. Đó, con rồng là người ta khoái khi mà nó phòng cái mang ra vậy nè các bạn nè, các bạn thấy không? Trời ơi. Đó, đưa cái kỳ của nó ra vậy nè. Cái yếm á, cái gọi này cái yếm á các bạn. Đó, yếm cực kỳ to luôn các bạn thấy không? Bé này bé hơn là rớt, bé này giá 1.200.000 cực kỳ bự luôn các bạn nha. Bé này cực kỳ to luôn các bạn. Gai, hàng gai rất là cao luôn các bạn nè. Hàng gai cực kỳ cao luôn, các bạn thấy gai cao không? Đó, yếm phồng to nè. Bé này kiểu như là đầu đàn giống như đó các bạn hả? Các bạn nhìn kỹ chưa? Nhìn được rõ chưa? Mọi người nói gì đây chị không hiểu ta? Rồi thôi bây giờ là chị cho bé này vô nha các bạn nha. Được chưa? Rồi ok các bạn nha. Bé này Thunder Rose nha các bạn nha. Màu Thunder Rose. Đó, sau này lên cái màu rất là lạ luôn.
Rồi các bạn coi kỹ chưa, bạn nào chốt đơn thì các bạn để lại số điện thoại nha. Các bạn nào thích bé nào chốt đơn để lại số điện thoại. Màu xanh hay màu đỏ gì đó. Xanh thì giá từ 850 đến 950k thôi. Còn màu đỏ thì từ 1 triệu 2 đến 2 triệu một bé. Còn bé này hình là rớt ha. Hình là rớt thì 1 triệu 2. Rồi được chứ các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Rồi ok nha, mình cất bé này vô nha các bạn nha. Rồi bạn nào muốn mua rồng Nam Mỹ thì bên chị ngoài rồng là có phụ kiện cho rồng đầy đủ hết các bạn nha. À, rồi bây giờ tiếp theo là chị sẽ lên bò cho các bạn. Được chưa? Rồi các bạn đợi chút xíu. Rồi bây giờ chuẩn bị lấy bò chị đi. Rồi các bạn đợi chị xíu nha. Giờ là sẽ lên bò cho các bạn nha. Giờ hát một bài gì về xuân cho các bạn nha. Hát bài gì về xuân cho các bạn nghe. Đạt có cái điện thoại đó, cho chị mượn điện thoại chút xíu. Có một bàn mặt sau nữa chị đi. Nữa hả? Còn con leo ra nữa hả? Nếu mà các bạn nuôi cái lồng như chị đang nuôi phía sau thì chắc là bọc lưới lại các bạn ơi. Bọc lưới lại ha, bọc lưới lại hoặc là nuôi mấy cái lồng, mấy cái khe nó nhỏ hơn các bạn. Để chị hát một bài gì liên quan đến xuân đi ha. Chị sợ không thuộc lời quá à. Ủa Google của em ở chỗ nào đâu Đạt ơi? YouTube cũng được hả? Vô lời bài hát đó nè. Dạ đúng rồi. Google em không có hả? Bài xuân 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 đá về hát bài đó nha mọi người. Quay một cái xe nữa. Một cái mà mọi người nói thì chị không hiểu luôn á nha. Cái ấm thì có gì mà à, rồi chị hiểu rồi. Mọi người nói là bọ chuẩn bị lên hình đúng không? Chuẩn bị trang điểm gì cho mọi người bọ lên hình đúng không? Trời ơi. Rồi các bạn ơi, bây giờ là chuẩn bị hát tặng cho các bạn một bài nha. Hát tặng cho các bạn một bài. Rồi bây giờ trong thời gian chờ đợi bọ lên đó là hát tặng các bạn ạ. Ok luôn. Rồi bây giờ hát nha các bạn nha. Lấy cái thùng kia để lên đây. Hát cho vui nha các bạn nha. Có dở là các bạn cũng đừng có thoát ra khỏi cái nick này nha. Hôm nay đã có 43 bạn coi livestream rồi mà các bạn thoát ra một nửa đó là chắc chị buồn lắm luôn á. Rồi chuẩn bị hát cho mọi người. Rồi bây giờ chị chuẩn bị hát tặng cho các bạn một cái bài là Xuân ơi Xuân, Xuân đã về nha. Rồi 1, 2, 3 chuẩn bị nha. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nơi vui nào vui ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đám mây vàng chào mừng xuân sang. Nghe âm vang bao câu chúc yên lành, đất nước gấm hoa yên ấm an vui. Bao em thơ khoe áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, kính chúc muôn người với bao điều mong ước. Trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp điều an vui.
Rồi, thì cái đó là cũng là lời chúc mà coi như là chị gửi đến các bạn luôn nha. Chúc các bạn có được một mùa xuân là an lành, vui vẻ các bạn nha. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Rồi, bây giờ là chị sẽ livestream giới thiệu bò cho các bạn nha. Trong thời gian chờ đợi là giữa hai con thú cưng được lên á, thì chị hát tặng các bạn bài rồi. Hy vọng là bữa nay chị sẽ tập được bài nào đàng hoàng, hát không cần cầm điện thoại gì đó để hát cho các bạn nghe nha. Rồi bây giờ chuẩn bị là chị sẽ like bò cho các bạn nè. Thì mấy hôm trước là chị có like các con bò như là mấy con bò mắc tiền loại là từ 600 đến 800 đến 3 triệu một con không à. Thì hôm nay á, bò IP về rất là nhiều rồi và giá là chỉ từ là 300 đến 450 một con thôi. Thì bây giờ là chị sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Trời, cảm ơn mọi người nhiều nha, cảm ơn. Rồi, cảm ơn mọi người nhiều. Bây giờ là chị sẽ giới thiệu bò IP thì nó sẽ có hai dòng. Bây giờ chị bắt đầu lấy ra cho các bạn xem chứ. Ủa, em lên lông dài trước hả Đạt? Không lên lông ngắn chứ, cho các bạn xem đi. Thôi lỡ lên lông dài rồi. Rồi các bạn ơi, thì ở đây là chị có hai loại IP ha. Thì có một loại IP là lông dài đó, IP lông dài như thế này. Còn một loại IP nữa thì là IP lông ngắn các bạn nha. Thì hả, nếu mà bên chị là đang có nấc giá như sau. Để chị để mấy bé ra đi, đừng có nhảy xuống nha con. Đây, đây là hai bé IP lông dài các bạn nha. Thì IP lông dài bên chị, các bạn có đánh giá bao nhiêu? Chị nghĩ là chắc là nhiều bạn là nhớ giá. Mẹ Lâm ở ship bò giá cao có cao chị? Lâm là ở Tây Ninh phải không em? Thì nếu mà ship về Tây Ninh thì chị cũng nghĩ phí ship tầm 100 mấy đó. Ship đi tỉnh là thường phí cỡ đó các bạn nha. Tầm 100 mấy. Chắc 170 là đủ phí ship đó. Thì bên chị á là bò IP á thì giá từ 300 á, thì là đối với là dòng lông ngắn là được là giá 300 ha các bạn ha. Còn cái là giá 350. Còn đối với dòng IP lông dài này các bạn nè, đó thì là giá là 400 bé đực. Còn bé cái là 450 các bạn nha. Các bạn coi nè, các bạn để sáng gần rồi, rất là đẹp luôn các bạn. Thì hôm nay các bạn là rất là nhiều các cái trường học á là tới là mướn mấy em bọ này các bạn nè, để làm hội chợ lô tô Tết các bạn. Là bên chị là có cho mướn bọ nữa nha. Ví dụ như những bạn nào mình muốn là tham gia hội chợ này kia lô tô gì đó nhưng mà mình không có điều kiện để mình nuôi được á, thì các bạn có thể tới shop của chị để mướn mấy bé về cho hội chợ nha. Đó, mướn thì tính theo ngày các bạn. Thì các bạn sẽ cọc tiền mấy bé trước hết rồi xong. Bé này quá xuất sắc luôn các bạn ơi. Các bạn coi nè, các bạn thấy đẹp chưa không? Đó, lông cực kỳ dày, dài luôn này các bạn này, rất là ngầu luôn, form dáng cực kỳ chuẩn luôn. Các bạn thấy là đối với mấy bé bọ như là coronet hay gì đó, lông dài này kia là giá tới là 850 đến 1 triệu rưỡi một bé đúng không? Còn bé này giá có 400 ngàn bé đực thôi các bạn. Đó, bé trai thì 400, bé gái là 450. Một tay cầm một tay coi khó quá. Thôi giờ mình sẽ giới thiệu từng màu các bé cho các bạn coi nha. Lâm ở An Giang hả Lâm? An Giang, ồ chị hay quên. Ủa Lâm An Giang hay là Tây Ninh ta? Chị gửi hàng cũng mấy lần rồi mà chị quên á. Xin lỗi em nha. Long Xuyên An Giang cũng phí ship khoảng tầm đó đó Lâm ơi. Rồi đây nha em. Đó, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đó bé này. Rồi bạn nào thích bé màu trắng thì có em này, lông rất là dài các bạn nha. Lông rất là dài luôn. Đó bé lông màu trắng, lông dài chưa các bạn. Đó các bạn thấy được không, các bạn thấy em dễ thương, các bạn bấm thả tim cho em nha. Rồi chào Ngọc nha, lâu lắm rồi mới thấy em. Rồi cảm ơn Kiên nha. Lâm hồi bữa là có nuôi con bọ Việt Nam rồi,
chị có tặng cho một con bò Việt Nam trong livestream á các bạn. Thì hôm nay Lâm mà thích bò Abi nữa thì các bạn nhớ là Lâm nhớ là mau rước bé về nha. À chị quên nói cho các bạn một cái chương trình khuyến mại cực kỳ lớn ở Shop Mixing hiện tại nha. Nếu mà các bạn mua một cặp bò các bạn thì sẽ được cái chương trình là quay số trúng thưởng. Đó, nếu mà các bạn mua một cặp bò AB thì chắc chắn là được chương trình quay số bóc thăm trúng thưởng. Và cái giải thưởng mà cao nhất là giá trị lên đến gần 1 triệu đồng ha các bạn nha. Thì hiện tại là mấy cái số mà đặc biệt đó là nó vẫn còn rất là nhiều ở trong cái lòng quay luôn. Nên là các bạn biết đâu các bạn có cơ hội nhận sao đúng không? Đó, biết đâu mua bò trúng thỏ, mua một con bò mà trúng là một cặp bò hay gì đó. Thì tùy là mình quay số trúng thưởng được cái gì nha. Rồi, mọi người mà à là tuyển là ở gần cửa hàng của chị đúng không? Rồi có gì bữa nào mua con gì thì ghé ủng hộ chị nha. Đó các bạn thấy không? Mấy bò rất là dễ thương. Bò thì cực kỳ hiền lành luôn nha các bạn nha. Bò tính tình rất là hiền lành luôn, không có cắn. Không có cắn các bạn. Đó. Rồi bây giờ là thay lên màu khác nha, màu khác các bạn xem. Rồi bé này rất là đẹp các bạn ơi. Bé này là màu bé này là bé mã số 3 đi ha. Bé này là bé con trai. Theo chị coi cũng nói chung là coi trên đây thì coi nhanh lên thì nhiều khi sợ chưa chính xác lắm, nhưng mà chị thấy là có vẻ là bé này bé trai ha. Bé này thì giá là 300.000 lộn 400.000. 400.000 nếu bé là bé trai là giá 400 các bạn nè. Các bạn coi cái tai rất là to luôn các bạn. Đó màu này màu lạ nha các bạn nha. Không biết là trên livestream các bạn có thấy được cái vẻ đẹp của bé không, chứ ngoài đây chị thấy rất là đẹp luôn. Màu sấm khói, màu trắng sấm khói. Nói chung là khi mình like mấy bé thú cưng là mình phải nương theo mấy bé thôi, chứ không phải là mình bắt nó ngồi im là nó ngồi im đâu. Tai cực kỳ bự luôn các bạn thấy cái lỗ tai bự ghê không? Thương té luôn cái mông này các bạn. À và các bạn ơi, bây giờ hôm nay để chị làm một cái khuyến mãi gì đi ha. Để coi có bạn nào, nếu mà các bạn nào thích bọ nha. Bạn nào mà thích bọ các bạn thì hả, nếu như mà các bạn chia sẻ cái livestream này đi ha. Bạn nào chia sẻ livestream và để chị suy nghĩ cái chương trình gì cho cái livestream của mình nó hấp dẫn ha. Thì thôi bây giờ vậy, nếu mà bạn nào chốt đơn một bé bọ chị sẽ tặng cho các bạn một gói gỗ nén trị giá 15.000 ha. Thì bé bọ giá từ 300 đến 450 một bé thôi. Còn nếu bạn nào mà chốt đơn trên cái livestream này mà hai bé bọ tức là một cặp á, thì chị sẽ tặng cho thêm một gói gỗ nén nữa, tức là một bộ lót chuồng trị giá là 40.000 để về lót chuồng cho các bé ha. Thì rất là vui rồi các bạn ha. Rồi đồng thời á là các bạn mà mua một cặp bọ được chương trình quay số nha các bạn nha. Bạn nào mua một cặp bọ là chắc chắn sẽ được cái chương trình quay số trúng thưởng 100% trúng quà luôn các bạn nha. Đó. Cái lòng quay các bạn có biết cái chương trình chưa? Chắc là ở đây là toàn là những bạn quen không là chắc biết rồi chứ đúng không các bạn? Thật ra là cũng rẻ lắm em. Chuẩn bị Tết nè, Tết có lì xì nè, chuẩn bị thôi nha. Các bạn ơi thì hả, chị thấy là chuẩn bị Tết sắp đến rồi nè. Các bạn có thể là mua mấy bé bọ như này về để tặng cho những người thân yêu của mình. Thì nhiều bạn ở xa các bạn là chỉ có trong dịp Tết này mới có thể về nhà được thôi á. Thì các bạn mua mấy bé bọ này tặng cho những người thân yêu ở dưới quê của mình. Thì thường là mình chỉ nghĩ là ở dưới quê thì ít khi nào có mấy bé mà nhìn nó lạ như thế này lắm. Nhiều khi là bò ú Việt Nam thì nhiều khi là mình cũng có thấy rồi. Heo, bò, gà, chó thì lúc nào cũng thấy. Nhưng mà đối với những con mà thú cưng á các bạn thì chị nghĩ chắc cũng ít. Nên các bạn có thể là dịp Tết này các bạn mua mấy bé thú cưng như thế này nè, về các bạn làm quà cho gia đình thì rất là hay, rất là ý nghĩa luôn ha. Đó, rất là dễ thương luôn. Còn những cái bạn nào mà hay coi livestream của chị á mà muốn mua mà trước giờ là thấy là ship cao quá hoặc là khó không có biết cách chuyển khoản này kia trước á, thì các bạn có thể là nhờ gia đình, nhờ những cái anh chị của mình ở trên Sài Gòn nè, ghé cửa hàng của chị nè, mua mấy bé này về. Các bạn thấy không, rất là dễ thương, rất là hiền luôn các bạn. Bọ nó hiền lắm mà cực kỳ khôn nha các bạn nha. Người ta nói là cái tiếng kêu của bọ là có thể đuổi được chuột các bạn. Hay, các bạn thấy không, em này màu rất là đẹp nha cả nhà nha. Em này là màu hiếm luôn các bạn. Rồi các bạn đợi chị xíu nha. Tết này chị vẫn bán bình thường nha mọi người nha. Các bạn nào mà hả Tết mà vô Sài Gòn chơi thì ghé cửa hàng chị mua bọ luôn. Rồi Tết này chị vẫn bán bình thường, nên là bạn nào mà thích thú cưng thì Tết thôi để dành tiền lì xì qua rước thú cưng về nuôi nha. Đó, mua ủng hộ chị. Mấy
mini lớp giá sao? À, mini lớp bên chị hiện tại là giá từ 850.000 đến 950 đến 1,2 triệu một bé thì tùy từng bé các bạn nha. Và đang có cái chương trình là quay số trúng thưởng. Các bạn mà mua bé mini lớp á 1,2 triệu thì các bạn sẽ được hai lần quay số trúng thưởng các bạn nha. À, các bạn thì cứ một cái hóa đơn 500 tiền thú cưng là các bạn được một lần quay số trúng thưởng. Đối với lại bọ và thỏ, hiện tại là chị đang có chương trình cho bọ với thỏ các bạn. Đó là mừng được 54.000 bạn thích trang. Ờ, chị biết mà Lâm. Hồi bữa này là Lâm nói là chị biết rồi. Rồi ngoài ra là bên chị là khi các bạn mua thỏ bên cửa hàng chị á là còn được tặng kèm gói bảo hành sức khỏe là trị giá 300.000. Và các bạn ơi thì thỏ bên chị bán là đa số là khoảng cỡ 2 tháng tuổi mini lớn các bạn. Nên là có thể chích ngừa trực tiếp ngay luôn rồi, các bạn sẽ yên tâm về sức khỏe ha. À, có thể chích ngừa trực tiếp ngay luôn. Đó. Còn nhiều khi á các bạn ha, nuôi mấy con mà bé bé quá thì các bạn cảm thấy là chưa yên tâm hơn ha. Đó, thỏ bên chị rất là đẹp luôn. Các bạn có thể là ghé trực tiếp cửa hàng theo cái địa chỉ đằng sau này nè. Các bạn có đọc được không các bạn? Hơi hơi xa, hơi nhỏ đúng không? Đúng rồi, nếu mà quay hai lần, nếu em may mắn trúng được cặp bọ thì cho rước thêm, tặng thêm một cặp bọ. Chị có cái quà là gì biết không? Là một cái phần quà là một con bọ AB. Đó, một phần quà là một cặp bọ AB. Rồi hả, một phần quà là gì ta? Một bé thỏ sư tử bất kỳ. Một phần quà là một cái voucher giảm 50%. Giảm 50% đối với bé thỏ bất kỳ. Ví dụ như các bạn lựa bé thỏ mắc tiền nhất ở bên chị thì vẫn được giảm 50%. Và 3 phần quà là giảm 50% cái lồng gì đó. Lồng cái lồng lồng gì chị quên cái mã rồi, nhưng mà giá nó là 2 triệu các bạn. Giảm 50% là giảm giảm gì ta? Giảm 1 triệu đúng không? Đó, nên là mấy phần quà đó vẫn còn các bạn. Các bạn cứ qua chơi bốc thăm may mắn đi, tại vì trước Tết chị mới có chương trình khuyến mãi lớn nha tặng các bạn nè. À. Rồi các bạn nào chốt đơn bé nào thì để lại số điện thoại chị nha. Sao giờ càng ngày càng ít người xem vậy các bạn? Hay là hát xong một cái rồi tụt người xem xuống? Các bạn ơi, đây đây là hai bé bọ các bạn nha. Đây là hai bé bọ. Đó, các bạn thấy không? Đây là hai bé bọ lông dài nữa nha. Ở trên livestream thì các bạn nhìn nói chung là nó sẽ không có tướng tá, nó sẽ không được đẹp lắm. Người lúc nào cũng dài, kéo dài người ra, nhìn cái dáng nó sẽ không có chuẩn lắm. Nhưng mà nói chung là hả, nhìn thực tế nhất ha. Còn khi chụp hình là sẽ cho nó người nó tròn lại cho nó dễ thương. Nói chung là bên chị chụp hình thì sẽ không photoshop gì hết đó, nhưng mà sẽ canh những góc nào đẹp nhất của mấy bé để chụp hình đó. Nhưng các bạn yên tâm nha, hình không có photoshop gì hết, nhưng mà hình ảnh thì nhìn nó sẽ dễ thương hơn. À, nên là nhiều khi các bạn chị gửi livestream cho một số bạn không có chịu coi, cứ nói là thôi chị gửi hình đi. Mà chị thấy livestream là các bạn coi là thực tế nhất luôn rồi, các bạn không thích các bạn cứ thích gửi hình thôi à. Ui anh, có sao không con? Sao? Rồi. Rồi nha các bạn nha. Rồi lên bỏ IP lông ngắn cho chị nha Đạt nha. Em vuốt cho nó xíu em. Vuốt xoa người nữa. Bớt đào tẩu á. À, bu đồ hả? Bu đồ là chị sẽ có sổ chích người nha. Đúng rồi. Đó, massage đi, massage cho nó đi em. Vuốt người nó đi. Nên nhiều khi like mấy con thú cưng các bạn thấy không? Nên là nhiều khi là like mấy con thú cưng là tâm lý của chị cũng nhiều lúc cũng bất ổn hay nó lắm. Tại vì hả, nhiều khi nó nhảy lên nhảy xuống rồi phải canh đó các bạn. Rồi, bây giờ tiếp tục. Bây giờ là tới bọ abi lông ngắn. Bọ abi lông ngắn thì giá chỉ từ 300 đến 350 một con thôi các bạn nha. Các bạn coi nè.
đây là bé bò Abi lông ngắn. Thì các bạn thấy Abi á là sao nè, bò Abi là bò nó có nhiều cái xoáy xoáy trên người á, cái kiểu tạo ra giống như là con sư tử vậy các bạn đó. Thì chị thấy là bò Abi chị rất là thích, tại vì nhìn nó rất là ngầu các bạn. Hay các bạn coi nè, được chưa, các bạn thấy được chưa? Thì giá bên chị là được là 300, cái là 350k một bé nha các bạn nha. Bé này bé trai. Rồi bạn nào mà chơi mini game á thì là mình nhớ là chia sẻ live stream rồi là để lại ba số điện thoại cuối, đồng là thời là tag tên ba người bạn của mình vào nha. Đó thì các bạn sẽ được 2 phiếu, còn bạn nào không cần tag tên ba người bạn thì được 1 phiếu không. Thì hôm nay là quà là một bé hamster màu trà sữa trị giá 80.000. Rồi được chưa các bạn? Rồi. Thôi bây giờ chị sẽ la nhanh nha. Bây giờ mấy giờ rồi? Rồi chuẩn bị là bóc thăm trúng thưởng rồi cả nhà nha. Đây, đây là bé dạng như là ba màu các bạn nè. Ba màu có màu vàng mơ, màu đen và màu trắng. Cái bé này lên hình rất là đẹp các bạn, chụp hình lên nó rất là đẹp luôn á. Mà like trong like thì các bạn thấy nó cứ chạy rồi kéo người nó ra nhìn nó sao sao á. Đúng không? Nhưng mà thật ra là nếu mà các bạn coi kỹ á, thì nó rất là đẹp các bạn. Chị nghĩ là trên like nhìn nó không có dễ thương lắm. Không biết các bạn thấy sao. À, cảm ơn Thành Đạt nha. Rồi các bạn nào thôi thấy thương mấy bé hay gì đó thì các bạn bấm thả tim cho cái like của mình nó sôi nổi một chút xíu nha. Chị có tinh thần chị nói chuyện với mấy bạn tiếp. Mới té một bé là chị cũng gọi là hơi bị mất tinh thần lắm đó các bạn. Rồi các bạn nào thích màu trắng đen thì có bé này nha các bạn nha. Bạn coi nó nhảy ghê chứ các bạn. Đó, bên đây màu đen nha. Quay sang đây là màu trắng, các bạn thấy rất là đặc biệt không? Rất là đẹp các bạn, thực ra là nó rất là đẹp đó các bạn. Nhiều khi là mình chưa có coi kỹ được, mình chưa có nhìn được cái cảm nhận vẻ đẹp của nó. Đây, các bạn thấy nó hiền không? Chị để lên tay vậy nè. Các bạn coi nè. Đến tay nhìn nó đẹp hơn là bỏ trong cái khay đó các bạn ha. Đó, các bạn coi nè. Đây là chụp vô hình rất là dễ thương luôn. Rồi, ok các bạn chưa nè. À, mì anh lông ngắn là chị có rồi đó Ngọc ơi. Thì hiện tại chị có màu xám xanh. Màu xám xanh là mấy bé con gái là giá 4,5 triệu. Còn một bé con trai là màu bicolor là giá là 5,5 triệu các bạn nha. Đó. Rồi bé này hắc bạch nha. Hắc bạch vô thường nha. Rồi đây các bạn nha. Rồi đây là bé màu nâu các bạn ơi. Ủa bé này có lộn qua bé lông dài không? Bé này chắc bé lông dài quá chứ hả? Chị xíu không? Rồi mấy bé lông thì thôi bé này á, chị thấy là rất là giống bé lông dài luôn nè. Mà mọi người để trong cái bé lông ngắn thì thôi chị vẫn bán giá bình thường nha. Nếu mà bé là đực á thì là giá là 300. Còn con gái là 350 nha. Bạn nào mà bắt bé này rất là đẹp luôn các bạn ơi. Bé này chị thấy thích quá. Bé này màu nó ngầu lắm các bạn, màu nâu, nâu vàng nha các bạn nha. Nâu này vàng bóng các bạn, lông rất là dài luôn. Không biết sao để qua chỗ lông ngắn. Hai cái xoáy mông này các bạn, hai cái xoáy mông đẩy lông ngược lên trên hết nè. Các bạn nhìn nó đã không? Nhìn rất là đặc biệt đó, hai bên hai xoáy rất là rõ ràng luôn á. Rất là đẹp luôn. Rồi. Sao mấy bạn nói cái gì vậy ta? À, mấy bạn nói chuyện với nhau hả? Đi các bạn ơi. Rồi các bạn bấm thả tim cho em này nha. Em này quá đẹp luôn. Em này nếu mà được á là để chị coi được cái luôn cho các bạn nha. Các bạn ơi, bạn nào chốt luôn các bạn. Các bạn nào mà chốt một bé thì là các bạn để lại số điện thoại nha. Một bé thì chị tặng cho bịch gỗ nén. Còn nếu mà chốt hai bé thì chị sẽ tặng cho bịch gỗ nén cộng bịch dâm bào. Đó là chốt đơn trên livestream đó nha các bạn nha.
Còn các bạn mua nếu mà các bạn mua bình thường tại shop thì không có được cái ưu đãi này. Tại vì cảm ơn các bạn lúc nào cũng coi livestream của chị á, thì là chị sẽ ưu tiên cho những cái khung giờ livestream là sẽ luôn được bán những cái giá gọi là hấp dẫn nhất các bạn nha. Nên là coi livestream có nhiều cái lợi lắm. Và đồng thời đó các bạn, là hôm nay là có quay số trúng thưởng nữa, nên là bạn nào mà mua hai bé là được quay số trúng thưởng nha các bạn nha. Đối với hóa đơn bọ hoặc thỏ là chỉ cần là thú cưng á, là bọ thỏ là trên 500.000 là sẽ được một lần quay số trúng thưởng đó. Bạn nào mà mua mà 1 triệu trở lên thì được hai lần bóc ha. Dạ, dắt anh tơ bao nhiêu tiền? Cái lồng đen ở phía dưới là sao? À, lồng đen ở phía dưới là 1,1 triệu các bạn. Lồng này lồng cho mèo, cho thỏ, bọ gì cũng được nha. Lồng này lồng 2 tầng các bạn. Lồng này lồng bự các bạn. Giá hamster thì là 45.000 các bạn nha. Hamster 45.000. Các bạn đợi chủ miếng nước. Rồi, bạn nào mà thích màu đen thui thì chỉ có em này nha. Các bạn thấy mấy em bỏ rất là hiền các bạn. Ôm này kia rất là hiền nè. Đó, chị thấy để trên tay nó sẽ đẹp hơn là để trên mấy khay đúng không? Nó hiền lắm các bạn ơi. Đó, các bạn thấy cưng không? Đó, rất là đẹp luôn. Qua Tết còn không chị, qua Tết. Qua Tết nói chung là chị bên chị lúc nào cũng có bán hết các bạn ơi. Nếu mà các bạn muốn mua Tết hoặc là mua lúc nào cũng được hết đó. Nhưng mà khi mà các bạn mua mà lúc mà đang nhiều vậy thì các bạn tha hồ các bạn lựa ha. Thì thường bên chị bán con nào lúc nào cũng có các bạn. Nhưng mà hiện tại trước Tết là có chương trình quay số trúng thưởng nha các bạn nha. Qua Tết là chương trình nó sẽ kết thúc. Nên là các bạn mà mua là các bạn lo, mà các bạn mua trước Tết thì chị thấy lợi hơn rất là nhiều luôn á. Các bạn ơi sao nó đẹp quá à. Để vậy thấy quá đẹp luôn các bạn thấy không? Còn mới nãy để chạy nó cứ lo nho nhìn nó không có đẹp. Còn để vậy các bạn thấy đẹp không? Đó trời ơi. Cưng gì đâu luôn á. Các bạn thấy nè. Giải nè, ngồi im nè. Đừng cái mặt cái coi. Rất là dễ thương luôn. Đừng cái mặt con chút xíu nha. Bọ rất là khôn như cả nhà nha, nuôi không có hôi nha, rất là khôn luôn. Và đặc biệt nữa là nó còn hả, khi mà các bạn đi về các bạn, mấy bé mà thấy các bạn á là nó mừng, nó kêu rít rít lên á đó. Nó kiểu như nó thân, nó quấn chủ các bạn. Nhưng mà nó không có phải là con ồn ào giống như là con vẹt hay là con chó. Nhiều khi nó hơi ồn tại tiếng sủa nó hơi lớn, tại cái người nó lớn các bạn. Còn con này nó không có ồn bao nhiêu các bạn nha, nói chung cũng không có ồn đâu. Các bạn nuôi mấy bé bọ nè, nó rất là tình cảm các bạn, nên các bạn nên nuôi hai bé. Mấy bé này nó ở chung với nhau nè, nó quen rồi. Các bạn đem một bé về nó sẽ hơi buồn các bạn nha. Lồng to đó nuôi sóc được. À, Ngọc muốn hỏi cái lồng đen này đúng không? Lồng đen này nếu mà em muốn nuôi sóc Bắc Mỹ thì ok, còn nếu mà em nuôi mấy dòng sóc khác á thì em chịu khó là bọc lưới xung quanh lại là nuôi được nha. Chị giới thiệu các bạn cái màu đen rồi, còn đây là màu trắng nha các bạn nha. Bé màu trắng. Rồi đây là bé Abi màu trắng các bạn. Đó, thì đến chung là được 300 cái, 350. Abi lông ngắn nè. Lông ngắn mà sao thấy lông dài quá trời dài luôn. Lông dài giá trị cao hơn nha, mà thôi đã nói với các bạn này, lông giá 300, 350 thì vẫn bán như vậy nha các bạn nha. Rất là xinh, mà cái này các bạn cũng chẳng có cần phải chăm sóc lông lá gì trơn á. Lông nó không có bị rối. Rồi, thôi bây giờ chị sẽ kết thúc livestream đây nha. Bây giờ chị sẽ qua phần bóc thăm may mắn, bóc thăm trúng thưởng cho các bạn nha. Và hôm nay á, là khi mà chị bóc thăm may mắn á, thì bạn nào mà mình trúng thưởng á thì mình sẽ gì ta? Mình sẽ để lại số điện thoại liền ha, để số điện thoại liền để chốt đơn, lộn, để số điện thoại liền để chị gọi điện chị xác nhận lại nha. Và hôm nay phần quà là một em hamster Winterwhite 80.000 màu trà sữa mắt đỏ. Bạn nào nhận được quà thì mình chịu khó ghé cửa hàng để nhận quà ha, và check in tại cửa hàng để cho là biết là chị có tặng quà là công khai minh bạch cho các bạn nha. Em tính nuôi sóc đất hả? Ngọc ơi, nếu mà em có tính nuôi sóc đất thì em tranh thủ nha, tại vì sóc đất hình như chỉ còn mấy con là hết rồi, lâu lắm là nó mới có được vài con gọi là trái mùa các bạn, nên là nếu mà muốn mua là tranh thủ liền đi. Ni có nuôi sóc nè, nuôi Ni nó là nuôi cưng lắm. Sóc đất thì hiện tại là còn mấy bé là giá là cuối mùa rồi, nên là giá 450 một bé nha các bạn nha. Mở mắt tập ăn rồi rất là dễ nuôi luôn. Rồi bây giờ là đưa thùng cho chị bóc đi đã. Rồi các bạn ơi, giờ bóc thăm may mắn nha.
Trời ơi, Lâm ơi, em ở xa mà em lấy cát tắm chi nhiều vậy ta? Tại vì cát tắm thì tiền nó không bao nhiêu tiền hết, nhưng mà tiền ship á, 10kg nó ship tính phí nhiều lắm á. Rồi, bây giờ nếu mình ship xa nên lấy cái gì mà nhẹ nhẹ thì nó sẽ đỡ có tốn phí ship hơn. Còn hả? Tại vì tính theo ký mà, chị thấy nếu mà tính 10kg ra phí ship nó nhiều khi còn cao hơn là cái tiền cát tắm của em luôn á. Rồi, bây giờ bốc thăm may mắn cho cả nhà nha. Rồi, số gì ra mọi người ơi. Ân nè hả em? Đạt. Ân nè 661 các bạn ơi. Ân nè, em còn ở trên livestream không em? Em còn trên livestream không thì là để lại số điện thoại liền nha. Ân nè, em còn trên livestream không? Hôm nay là mình trúng được một em hamster màu trà sữa trị giá 80.000. Rồi, chắc là Ngọc là chị có ghi rồi. Ân nè ơi, em còn ở trên livestream không? Bây giờ chị sẽ đọc 3 lần nha. Ân nè, mã số là 661 các bạn ơi. Ân nè, mã số 661. Đọc và đợi thêm một chút xíu nữa. Nếu mà Ân chưa lên đó, thì là chị sẽ đổi qua bạn khác nha. Ân nè, mã số là 661. Các bạn ơi, các bạn nhớ nha, để chị đưa cái lồng quay may mắn ra cho các bạn xem nè. Thảo đưa cái lồng quay đây chị. Các bạn ơi, khi mua một cặp bọ là các bạn sẽ được gì ta? Các bạn mua cặp bọ sẽ được quay số bốc thăm trúng thưởng nè. Nè, cái vòng quay bingo nè cả nhà nè. Đó, chị giới thiệu cho các bạn mấy lần rồi đó. Vòng quay bingo nè. Đó. Khi các bạn quay số thì một con số nó sẽ ra đây. Và số nào đã được trúng thưởng rồi chị sẽ không bỏ vào đây nữa. Và chị để dán lên cái bảng đó. Bao nhiêu số trúng rồi là sẽ hiện lên đó. Các bạn ơi, các bạn mua hàng đi, còn quá nhiều phần thưởng để trong đây các bạn. Đó, tổng giá trị giải thưởng lên đến 20 triệu đồng mà không thấy bạn nào rước về là sao các bạn. Rồi, tiếp tục nha. Bây giờ là Ân nè, hình như chị thấy không có hay sao á. Nếu mà 10kg giáp rưỡi tôi cho. Rồi, bây giờ Ân nè không có thì chắc chị bỏ phiếu này để chị qua bạn khác nha, chị bốc thăm lại nha. Rồi gì nữa ta? Các bạn ơi, và lần này là bên chị là có giữ Tết nha. Mấy bé thú cưng như là thỏ, bọ, nhím, chuột gì đó thì có giữ Tết. Còn đối với chó mèo, chó mèo thì chắc chị không giữ đâu. Chị chỉ giữ của mấy khách mà quen hoặc là mấy khách mới mua chó mèo bên chị thì chị có, nói chung là chị sẽ ưu tiên giữ với mấy bạn đó thôi. Còn chó mèo là bên chị là tại vì nhân giống chó mèo ở nhà nên là chị không có nhận giữ mấy con đó. Còn hamster, thỏ, bọ, chuột, nhím thì các bạn có thể là nếu mà đi về quê, các bạn đi chơi vài ngày, các bạn có thể mang qua chị gửi Tết được nha. Bên chị có dịch vụ trông giữ thú cưng ngày Tết. Thì cái dịch vụ đó thì sao ta? Khi đem mấy bé thú cưng như thỏ, bọ, nhím, hamster gì đó thì các bạn nhớ đem theo cái lồng nuôi của mình nha. Mấy bé nó quen lồng nó cũng sẽ dễ hơn. Và tại vì bên chị cũng không có nhiều lồng để mà giữ cho các bạn, nên là các bạn nhớ đem theo lồng nuôi. Bạn em đi học rồi á. Thôi giờ bóc thăm lại nha. Thôi vậy là thôi may mắn, nhưng mà tại vì mình chưa còn ở trên livestream nên thôi bóc thăm lại đi. Hôm sau là mình lại chơi tiếp. Rồi, chị tiếp tục là chị bóc lại nè. Bóc lại nha. Bóc lại đi chứ nó không, chị đứng uống nước nha, tưởng là chị đổi thân khác nữa. Rồi giờ bóc lại nè. Rồi đây nha các bạn nha. Một lá thăm. Ai đi ta? Các bạn biết ai không? Đây là Ngọc nha. Đúng không Ngọc? Tên phải tên em là tên Ngọc không? Thôi cái tên Crazy hả? Trời thì tình là cái tên này chị, tên em là chị không đọc được. Nếu mà đọc hình như là tên Ngọc đúng không em? Rồi, mã số của Ngọc là 376. Nè, em được rồi nè. Trời, nó viết chữ hả? Gì không có đọc ra đúng không? Rồi, có bạn nào nhận ra của mình không?
Giờ cuối là còn lại những gương mặt thân quen thôi. Mấy bữa là có 50 bạn thân quen, bữa nay còn có 25 bạn thân quen à. À, các bạn biết không thì live stream ở trong cái giờ cuối năm này thì nói chung là ai cũng rất là bận rộn luôn các bạn. Mọi người là đi làm việc rồi tăng ca rồi này kia rất là nhiều luôn. Thì thường là thứ bảy chủ nhật á, như vừa rồi là đông, còn bữa nay là lại là thấp mùa các bạn ạ. Đó của em đó, mà tên của em chị đọc không được là chị phải giơ lên luôn là em biết rồi đó. Ngọc đúng không, em tên Ngọc đúng không? Rồi có Nhuận Du là lại tên Quốc Anh nha. Chị không biết là tên Nhuận Du là tên ở nhà hay là sao em. Rồi rồi em rồi gọi điện xác nhận cho bạn một cái em, số cuối trong live stream. Đưa chị ghi, đưa cái bút chị ghi số lại cho. Ờ bút bay cũng được. Ừ mà tên em là Ngọc đúng không? Chị sợ chị nhớ nhầm thôi. Chị nhớ mấy bữa em nói tên chị rồi. Rồi thôi bây giờ hả? Mà em có qua shop nhận được không? À em sẽ bay qua shop nhận được hả? Rồi rồi. Thôi nói chung là cũng chào tạm biệt mọi người nha. Ờ khi nào em nhận được? Nhật Long bữa nay đi phụ mẹ hả? Rồi thôi mọi người đi phụ mẹ đi, đi làm việc hết đi ha. Thôi bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những live stream tiếp theo nha. Bạn nào có mua thú cưng thì nhớ ghé ủng hộ chị nha. Rồi xin chào mọi người.